Go. Campe. Tầm đêm này mà gió to là nguy hiểm. Ăn cạn luôn à? Con này ngon, cạn luôn. Tuyệt vời. Làm miếng ớt vào nữa không? Hello, chào mừng các bác quay trở lại kênh Thích Kiếm Ăn. Hôm nay thì anh em bọn em sẽ làm một chuyến là ngủ tại suối các bác nhá. Ngủ tại suối để răng lưới rồi là thả vó rồi là câu đêm. Đấy, có cả bẫy chuột nữa. Thì quanh bờ suối ở đây là sẽ có đồi. Thì bọn em là tiến hành là răng lưới. Có cái con mồi gì thì anh em bọn em trong quá trình bắt thì sẽ quay lại để cho các bác cùng trải nghiệm cùng nhá. Hy vọng là các bác đừng rời màn hình nhá. Hãy cùng bọn em trải nghiệm. Đây em quay lại đằng sau một tí cho các bác dễ hình dung. Đấy, ví dụ như ở đây. Ở đây là con suối. Cái dòng suối này thì nó chảy từ trên đầu nguồn xuống. Đấy, nước rất là trong luôn. Đấy, như các bác nhìn này, trong vắt luôn. Đấy, thì là bọn em sẽ xuống điểm ở dưới này để răng lưới. Xuống điểm tận dưới này cơ. Răng lưới, sau đó là thả thả lồng bắt quái. Sau đó là lan nữa là sẽ lên những cái khu đồi trên kia nữa để đặt bẫy. Rồi quanh những cái đồi sắn như này, những cái khe có thể đặt được là đặt có 20 cái bẫy chuột thôi. Đấy, thì hành trình đêm nay là bọn em sẽ trải nghiệm luôn một đêm luôn các bác nhá. Bây giờ em sẽ đi xuống tận dưới này. Cái này mới có điểm đặt đẹp. Chắc đi lối bên kia hơn ấy. Xem là bờ suối có rau có cỏ gì thì là bọn em sẽ lấy. Đấy, để ăn. Để làm sao mà tồn tại được qua một đêm. Ở đây ấy thì là nó không hẳn là rừng sâu, mà nó cũng không hẳn là ở nơi có nhiều cái để ăn uống. Tuy nhiên là vẫn có người dân người ta trồng ruộng. Đấy, như các bác thấy được, đồi núi rất là hoang sơ, vẫn có dân trồng ruộng nhá. Đấy. Thì ở đây nó có một cái con suối từ đầu nguồn chảy về. Bọn em sẽ làm chuyến sinh tồn ở đây qua một đêm. Ê, đây đây có điểm đẹp luôn này Hùng ơi. Chắc là cái hả? Điểm này thì chưa có trai, trai phải xuống điểm dưới. Hôm trước là có em có mò thử rồi. Đây có bụi măng mai nhưng mà không dám lấy. Đây này nhiều măng chưa? Măng này ăn không ấy đâu nhỉ? Có hăng không? Hăng không? Dạ vâng, đào rễ cây cũng được. Nhưng mà có hăng không? Thế phải luộc mấy nước nhỉ? Thế phải lấy cái măng tre kia thôi. Đây này, bụi tre rất nhiều nhá. Ao cá ở đây họ nhiều nhưng mà chắc mình xuống đoạn dưới này đi. Đoạn này nó vẫn ấy. Đoạn nào nó sâu sâu tí mình thả lưới thì nó mới ok được. Đây này, em đi em thấy là có mấy bụi tre có măng rồi nhá. Ui có cái bãi này là bắt châu chấu cũng hay phết này. Bãi của voi ấy. Ở đây là họ vẫn cứ nuôi cá này. Nuôi cá ở trên miền Bắc này đây, ùa nó nổi đầy kìa. Nhưng mà mình không dám làm gì đâu các bạn. Dạo này không chịu được đòn ấy. Đánh đau lắm. Thôi mình đi kiếm ăn của mình thôi. Chớ có dại mà làm liều. Đi xuống đoạn xa xa dưới này đặt. Xa xa dưới này đặt xong là tối mình lên đoạn đầu nguồn chỗ mình hay tắm ở trên đấy ấy. Là trên đấy nó có nhiều có chỗ để mình cắm trại. Thấy quá thấy không? Suối ok không? Cái này kiểu gì có cá chứ. Cái điểm ở trên kia là đặt bẫy được ấy Hùng nhỉ? Được ấy nhỉ? Khu vực trên kia mình đặt ở thấp thôi chứ không lên cao. Tí nữa đặt lưới xong rồi là lên đặt bẫy xong rồi mới bắt đầu là xuống mò chai.
chai mò tới tối tí vẫn mò được, bởi vì là chai nó chảy đâu cả, nó cứ ở một chỗ. Quan trọng nhất là bây giờ phải đi đặt lưới đã. Hai lưới đặt chỗ này nhá, đặt điểm sâu sâu này nhá. Được không? Được. Nếu đặt điểm này không, tí mình mò chai ở đoạn dưới gần đây thôi. Xong là mình lên trên chỗ họ đang phát nương kia kìa, không mình đặt đặt cái lũng kia kìa, ở gần đồi ngô kia nhỉ. Ừ. Ui chết rồi, vừa không biết không nhớ là có mang bắp ngô ở trong bao bẫy không. Thế thì ngô lại ở trong ấy rồi. Kiểm tra nào. Có mà. Hôm nọ anh nhớ anh để một bắp ngô trong đấy mà. Có. Ở bao bẫy cơ. Bao bẫy. Bao bẫy này này. Xem có. Có không? Có. Mày thế. Ở đấy có bắp ngô là tí mình bẫy bằng ngô. Mình cứ đến ở thả lưới nào trước nhỉ? Chắc bẫy mình bẫy ở quanh quanh cái đồi ngô kia nhỉ. Không mà, lưới. Lưới thả đây thôi. Ừ, lưới bây giờ chắc là thả đây. Rồi anh em sẽ xuống đây thả lưới. Đây này, em mới mua. Úi ui, đừng ngăn nhá. Họ hay quá. Cái này nào? Hả? Lưới đấy á. Lưới đấy sẽ thả bên trên. Bởi vì cái lưới này lưới chặn bên dưới rồi. Bây giờ sẽ mở nó ra đã. Mở ra xong là mình chặt tre để mình cắm. Đây em ơi. Dao đây. Đây, dao cắt ra. Nay em mới đặt trên Shopee về. Háo hức quá là em đi gọi thằng em luôn. Anh em đi chặn thử luôn để xem hiệu quả nó như nào các bác nhá. Lưới này là lưới vét tôm cá. Đây các bác này, em chơi cái lưới dài này luôn. Đấy, nó có túi. Bây giờ là sẽ chặn ngang từ mặt suối bên kia sang mặt suối bên này. Sau đó là lấy cọc cắm vây chân nó lại. Mò được hết. Từ từ nhá, từ từ nhá. Để bỏ cái bật lửa lên bờ đã. Lửa khóa xe. Rồi. Cái miệng em phải đứng bên này, anh sang bên đấy. Cái miệng nó ở bên này mà. À ừ. Lạnh quá. Ui sâu phết. Sâu thì lên chỗ nông nông này này. Ui nước đầu nguồn nó lạnh lắm các bác ơi. Tí mình xuống đoạn dưới kia mò thôi, chứ mọi đoạn này không mò được, lạnh lắm. Dưới kia nó cũng lạnh chứ. Không, dưới kia nó không lạnh như này đâu. Như kiểu mùa đông ấy. Ui hồi. Từ từ nhá. Cập luôn. Ui. Tí mình xuống mò dưới đoạn dưới thôi. Cái đoạn này đầu nguồn này có không, hay xuống dưới kia thả nhỉ? Cái đoạn gần dưới kia là nó có chai ấy. Hả? Không, ý anh nói là đi mò đi thả gần chỗ mình mò chai ấy. Thế em ấy nhá, anh cầm đồ trên kia nhá. Ok không? Kéo kéo ra kia ông cho lên bờ ôm đi thôi. Chứ đi theo suối này lâu lắm. Chắc xuống đoạn dưới đây các bác, ở đường nước lạnh lắm. Hả? À, chỗ nông nông đấy á? Vũng dưới á? Nhưng mà anh vẫn phải lấy dao để chặt tre để cắm. Xỏ đúng lỗ chưa? Nhờ mới cắm cái kia. Đây. Ô, cái này dối rồi này. Lưới này, lưới đúng là chỉ được 1-2 lần các bạn. Nó nhỏ. Một hai lần nó rối tung rối mù lên. Ô, bình tĩnh. Để em răng ra các bác nhé. Rồi, ok. Hãy răng đây một cái lưới bé. Thấy cái vũng này nó đẹp quá. Đi. Lấy lưới to xuống khu dưới này. Sắp đến chỗ mò chai đấy. Vẫn còn một cái lưới bé với lại hai cái lồng bắt quái nữa. Với một cái lưới to nữa. Kiểu gì là cũng sẽ kiếm được ăn thôi các bạn. Có điện thoại trong đấy đấy. Điện thoại của anh để đấy. Ok các bạn, em đặt luôn điểm này. Khả năng là điểm này là đẹp này.
đặt đây, xong là tối nay câu ở vũng gần trên này một tí, xong là mình sẽ ngủ ở trên cái bãi này. Trên bãi này có một cái bãi ngô của dân người ta cấy. Bây giờ phải đặt xong đã. Cái đuôi đây, cái túi của nó đây này các bác này. Đấy, với vết cá mà như này cứ tối lâu lâu mình ra thăm. Đấy, con nào vào là ta lại nhặt lên đống lửa cho nó sưởi ấm, hiểu không? Ồ, sâu đấy, ui, cũng đến bụng em các bạn. Ui, đây à, sâu phết đấy, không phải đùa đâu. Ôi, nhìn nông nông thế mà sâu ấy. Đứng lên cục đá này đã. Ui, chắc phải cho bên trên cục đá này em ơi. Trên cục đá này cho nó vào cái khe này. Đấy, thế bên đấy là cứ sát đến đâu cũng được. Để cho vào cái khe này. Nhưng mà bây giờ phải chặt một cái cọc cắm bên đấy trước. Chặt cọc cắm bên đấy trước. Suối này có cá đấy nhỉ chú nhỉ. Liệu có không? Đâu, cháu răng để đây thôi. Răng đây mà lâu lâu thăm một tí thôi. Đấy, buộc sẵn ở đấy xong là... Đá đè, đá đè liệu nó có trôi không? Vẫn phải chặt cọc cắm đấy. Em cứ làm đầu đấy chắc chắn hẳn đi, xong là hắn làm đầu này. Chết rồi. Dụng nhi. Trời. Các bạn này. Cá chê đồi này. Ở dọa nghe các bác nha. Ấy. Cũng được. Ok các bác ơi. Đấy, răng cá một hồi sau giờ trời tối om rồi, bọn em bắt đầu đi mò chai. Chai ở đây dòng suối này thấy lần trước em qua một lần em thấy có nhiều. Là hai anh em tập trung mò các bạn. À, chắc phải để cái đèn này trên này thôi. Nhỉ. Để đèn này trên này cho nó soi xuống sáng một vùng này mình mò nó dễ. Cần tay khó mò lắm. Treo cái đèn này đây đã. Thử lắm. Sáng chưa? Này được chưa? Được, để chỗ nào nó chắc chắn một tí. Cọc để cắm. Ừ, mò toàn mò khu này mà. Rồi. Đấy. Đấy, cái này cắm. Đèn này là đèn năng lượng mặt trời. Cắm để em mò các bạn. Lúc nữa là được bao nhiêu là em lên em là chế biến nha các bác nha. Thì thu lưới, ui con chết tao rồi. Đuổi đuổi lua lua lua. Lua cho nó xuống cái lưới này. Lua lua. Cái khu cho nó xuống cái lưới này. Ui phí thế, không dính à? Thế anh bỏ chờ từ anh ra anh lấy dao mà này. Không thấy rồi, xong quá. Hy vọng là hy vọng là nó xuống cái này. Phải chờ từ thôi. Tí qua các bác ơi. Nè, ở đây phải. Tiếc thật đi các bạn. Dính lưới con chép to. Còn mấy con rô nữa đúng không? Nè, còn mấy con rô. Nó đi qua thế này này. Thế em chờ anh tí nữa anh lấy con dao này phang cho pháp thì đất tiếc thật đấy. Cua chứng tỏ là trong này có nhiều nhá. Nhiều lắm, ở trong kia kìa. Đây em vào em dậm anh đứng đây anh chờ nó ra anh lấy dao anh chém cho anh bổ cho pháp. Ôi tiếc thật các bác ạ.
khi mò chai không được bỏ về thăm lưới. Em kiếm cái que em đập đập ấy cho nó ra. Hả? Còn có mấy con rô thôi. Con rô thì vẫn ở lưới. Để tí lúc nào ăn thì mới mang lên các bác nhá. Để mang lên ươn. Tiếc quá. Tiếc còn cá chép quá các bác. Em gọi thằng em ở chờ một tí em xuống. Thì em lấy ra em chém thì nó lại cho tay vào nó bắt. Thế là nó sống mất. Hôm nay là không đi bẫy được. Muộn quá. Bây giờ là em quyết định là trộn mồi. Trộn mồi để câu. Rồi, bây giờ em đi dỡ cá lên để nấu ăn đêm thôi các bạn. Mấy con chém được con sổ ở ruộng. Em đi xem à, được bao nhiêu con thì lấy bấy nhiêu con thôi các bác nhé. Vừa trượt con cá chép tiếc quá này. Số không được ăn. Đây có con trai trai này. Nên lấy không nhỉ? Đây, trai trai bé. Cứ lấy. Nên chắc đêm thả nồi cháo. Mắc rất là nhiều. Này các bạn này. Đấy. Thấy à. Nhưng mà mắc toàn rô nhỡ nhỡ thôi. Giờ em gỡ hết cái đống này. Cái đống này lên dán. Rồi cả tối các bác ơi. Được đúng 10 con cá rô, một con cá quả, gọi cá lóc ấy, với lại nồi măng, măng ở bên suối. Bây giờ là 9:21:26 đêm, thứ bảy ngày 22/7 các bạn. Bây giờ bọn em mới bắt đầu là luộc cái nồi măng lên. Đây, em đang quay bằng cái đèn năng lượng mặt trời các bạn này, em có hẳn 2 cái luôn, đấy. Quay thì sáng nét căng luôn. Nét như ban ngày, nét như Sony, nét như đài 50. Đun nồi măng lên nhá. Măng lên xong là luộc qua một nước các bác, luộc qua sau đấy là mình sẽ bỏ mình xào tỏi. Đấy, xào tỏi. Còn lại cá thì sẽ rán để làm bát nước chấm. Úi, có con gì kêu này. Tối nay bọn em sẽ tọa lạc ở chỗ này. Đấy, đây là cái bãi ngô của bà con nông dân là họ thu hoạch rồi. Thì chỗ này nó vừa là gần suối nhá. Vừa gần suối. Đấy có cái mương nước thủy lợi này. Suối nó ở khu này. Đấy, khu đèn em soi kìa. Sau đó là mình sẽ dựng lều mình ngủ ở đây. Để cho nó thứ nhất là thoáng, không có rắn rết. Hai nữa là nó gió nó mát. Đấy. Đây có cái vũng nhỏ nhỏ này, không biết, không thấy con ếch nào nó ra bắt nốt. Tối nay em đi cũng không thấy có con ếch ương gì nhá. Bình thường đi soi đêm là ếch ương rất nhiều. Nhưng hôm nay thì răng lưới rồi các kiểu, nói chung là không có nhiều cá. Trượt mỗi một con cá chép to thì phí quá. Tiếc thật các bạn. Thôi, có gì dùng lấy vậy. Đã là đi sinh tồn thì nó tùy hôm các bác. Hôm thì mồi rất nhiều mà hôm thì chả có gì luôn. Nhưng mà nó vui, nó mệt, nó vui các bác. Đấy, cái đèn năng lượng các bác thấy ok không? Đèn sáng soi cả một vùng luôn này. Đấy. Ban ngày là em cứ nạp, bỏ ra nạp cái tấm pin của nó. Ban tối là em hai cái, vừa là đi soi để quay, giờ vừa là thắp sáng cả đêm luôn. Nên sáng mai nó vẫn còn. Bây giờ anh em sẽ nấu đó các bác nhá.
Em mời các bác đi thăm cái resort của em nhé. Đấy. Đây các bác ơi, resort của em đây nhé. Đấy. Tối nay là sẽ hai anh em sẽ ngủ ở đây trong căn lều gọi là một túp lều tranh hai trái tim vàng. Đấy, cho ba lô quần áo vào trong này trước. Là kéo màn lên không tí muỗi nó vào. Đây là món cháo kiểu mới các bác nhá. Cho hành vào phi. Phi thơm lên xong rồi cho mắm muối mình tính vào, không đấy là cho gạo vào rang. Vừa đi em ạ, hai người không ăn nhiều đâu. Này thì cho gần bằng hết, gần đấy nữa. Cho đi, cho đi. Cho cái rang nữa đây. Gạo vào rang. Rang lúc cho gạo nó chín nó phồng lên xong rồi đổ nước vào nấu cháo. Thì nó nhanh chín mà nó thơm các bạn. Các bác cũng muốn ăn thử chuyện này, các bác làm thử lần xem. Không cho gạo vào luôn đấy, nữa đi. Nữa à? Khi nó nở nhớ lắm. Thế thôi, để này đi. Này mới vào bát rồi đấy. Ừ. Tí nữa anh em nhậu xong là anh em mình húp. Húp, đi ngủ, ngon. Nên ở đây là lúc đầu cá em tính rán nhưng không rán nữa. Vì là có một ít lá chua, cây cóc ở bên suối em vặt, em nấu canh chua luôn. Măng xào, đấy, hai món chủ đạo là nhậu được rồi. Húp xong, ăn xong húp cháo nữa là đi ngủ. Rồi nấu này xong là đi tắm các bạn. Tắm suối ban đêm này mát lắm anh. Anh em đêm rồi, bây giờ bắt đầu đi tắm nha. Thăm thêm một tí đồ nữa xem có được không. Phê chưa các bác? Hai anh em đi tắm thăm lại lưới. Lưới bọn em vẫn để dưới suối mà. Được thêm hai con cá gọi là cá lóc. Miền trong gọi cá lóc, bọn em đây gọi là cá chèo đồi hoặc là cá quả. Đấy. To phết nhá. Được thêm con rô. Rô nữa. Cộng với lại con cua to nữa. Đấy. Số này là anh em sẽ cho nướng luôn nhá. Thì đằng nào cũng đang nấu nồi cháo này này. Mình sẽ cho nướng luôn xong là để tí ăn một thể. Bây giờ đang hơn 11 giờ rồi. Rồi các bác ơi, nói chung là hôm nay có cái buổi sinh tồn nó cực kỳ là vật vã. Đấy, cực kỳ là vất vả luôn các bạn. Đến tầm giờ này bật xem mấy giờ em? 23:41. Đâu xem đưa cái điện thoại anh xem nào. Đấy, 23:41. Đây 23:41 luôn. Bây giờ anh em mới được ngồi xuống đây nhá. Thì nói chung là thực đơn hôm nay nó hơi đạm bạc một tí, nhưng mà nó cảm thấy nó rất là ngon. Cá nấu cá này thì có cá rô với lại được con cá quả lúc đầu ấy, là bọn em cho nấu với lại quả cóc với lá cóc chua. Đấy, còn nồi cháo này, nồi cháo hành măng. Đấy, cháo như lúc đầu rang lên xong bắt đầu nấu ấy.
Đây có tí măng măng cây, măng hốc ở bờ tre, bọn em cho xào tỏi, cộng thêm là bát nước chấm thần thánh, gia vị Tây Bắc, đấy, với ớt, với chanh. Thì còn hai con cá quả đang nướng ở kia nữa, hai con cá lóc ấy, thì lát nữa là sẽ cho lên ăn, được thêm quả cà nữa này, các bác này, đấy. Thôi, bây giờ anh em xin phép mời các bác nhá. Múc xò mình nát. Cho thêm cái đèn này vào đâu nữa cho sáng này. Ui xời, cái món cà của mình, chân má ấy. Được không? Chân lượng. Chân lượng. Ngon. Mệt. Nhưng mà vui. Vâng. Ây da. Làm chén xong đi, nhấc món kia lên là ok. Đúng rồi, làm chén xong nhấc đi. Vẫn rượu chứa hột các bác nha. Hai anh em mình quất hết ra này là mai khỏi dậy. Yên đất ngàn thu luôn. Đấy. Mệt thì mệt rồi, cũng phải đàng hoàng. Đấy. Nói chung là những cái series sinh tồn của bọn em ấy thì là một ngày nó sẽ một nâng cấp lên các bạn, bởi vì là bây giờ thứ nhất là ở đây đang cái mùa thú rồi mùa cá thứ là nó cũng chưa tới, cộng với hai nữa là ở đây có bát đấy. Hai nữa là đợt này đang ảnh hưởng về cái cơn bão cho nên cũng không muốn lên rừng. Cả. Hy vọng là các bác yêu quý em thì cho em xin follow, đăng ký để em lấy cái động lực em làm thêm nhiều video các bác nhá. Thôi em mời các bác nhá. Mời các bác nhá. À, chạm cái này. Mời ông thổ địa cái. Ý quên. Bọn cháu xin chỗ ngủ đêm nay nhá. Thôi, làm cái xong rồi đi nhấc hai con cá quả về chiến đấu là vừa đấy nhỉ. Tuyệt vời. Cả buổi chiều hôm nay anh em vật vã kiếm. Ở cái suối này thì nước rất là trong mà nước lạnh. Tuy nhiên là để mà mồi thì nó khó tìm lắm. Có lưới, có cần, có lồng bắt quái nhưng mà nó không vào các bạn. Đến lúc đi tắm thì mới lại được thêm hai con cá quả. Thế là nó hơi muộn, xong củi thì kiểu nó mới mưa xong, nó cháy, nó không cháy được to. Thế là may quá là có mấy cái bụi măng hốc ở bờ suối. Và được thêm quả cà nữa cho nướng các bạn. Này để đâu đập được nhỉ? Hả? Cứ để đây thôi. Nó đang bụi. À bụi thì cứ để đây. Để đấy xong là cho nó nguội nguội một tí xong là đập. Mỗi người một con. Đập luôn. Cái này có thêm tí gừng nữa thì tuyệt vời. Cà nướng chấm gừng này. Chuẩn vị luôn đấy. Chuẩn vị luôn. Quả cà tím ấy các bác. Thế nào lại mọc một cây ở bờ suối. Có đúng một quả duy nhất luôn. Bọn em triển khai luôn. Được. Thử con cá nấu nó không nào. Không biết có chua không. Chưa chưa thử cái này. Chắc anh phải húp tí nó canh chua nó xem nào. Vừa tầm đấy. Húp tí nước canh chua cho nó ấm bụng. À, cũng vừa tầm chua. Nếu mà có thêm khoảng 2 quả cóc nữa thì là ok. Không biết cái măng này nó có hăng không này. Không ăn được, không ăn được. Ừ, nhỉ. Em nấu ngon.
cái măng hốc này nó không hăng thật. Cái măng hốc này vẫn phải luộc qua một nước các bạn. Luộc qua một nước xong là phi tỏi lên. Bỏ măng này vào xào. Được được. Có tuyệt vời. Phải nốt miếng cà này. Cho nó đậm chỗ. Thật à? Tầm đêm này ăn uống nó mới ngon. Ăn xong 12 giờ anh em mình đi ngủ là vừa. Đâu bây giờ đã 2:39 rồi. Chắc là 12 rưỡi 1 giờ. Nó vừa tầm đẹp. Ăn xong mình phải tâm sự đấy chứ. Đúng rồi. Còn nhiều chuyện để nói. Còn nhiều việc chưa làm. Ui giời. Quá tuyệt vời. Con này là hơi lỗi tí. Nhưng mà nhìn thịt nó vẫn ngon. Thịt rất là chắc. Vẫn nóng rồi nhỉ. Nóng hổi. Cá nóng hổi luôn. Nóng ngon. Cái nồi cháo này chắc nguội đấy. Cho nó hà lên. Đấy, nó vẫn bốc khói đưa đưa mượn cái răng. Tuyệt vời. Rượu. Châm tiểu. Cạo cái này. Cái chuối hột này uống rất là hay các bác nhá. Uống nó êm. Nếu mình ngâm được lâu uống êm, say êm mà hôm sau dậy ra nó không đau đầu mà người nó khỏe. Nó phải là chuối hột rừng các bạn. Thì nó mới ok được. Ở trên Tây Bắc bọn em thì các bác biết là có rất nhiều cái loại mà có thể ngâm rượu. Toàn thịt này. Đấy, công nhân có suất. Đấy, vế sau thì không tiện đọc nữa. Ăn từ từ thôi nhé. Đây để anh thẩm cái này. Đúng là các quả món này nó là tuyệt vời. Các quả miền trong gọi là cá lóc này này là cứ phải nướng cả con các bạn. Ăn nó mới ngọt vị. Không ăn đâu mình bóc con đấy thôi. Chuẩn. Thịt chắc nhỉ? Chắc. À, chúc mừng cái. Yo! Campe! Tầm đêm này mà rô to là nguy hiểm. Ui cạn luôn à? Con này ngon, cạn luôn. Tuyệt vời. Làm miếng ớt vào nữa không? Con châu chấu này. Mỗi con chắc không bỏ bắt. Thà đỏ. Công nhận các quả nướng ăn vẫn sướng nhỉ. Ngon. Đúng chuẩn đấy. Tuyệt vời. Nói thì nói không thể thiếu ớt được. Tây Bắc mà thiếu ớt thì đúng là ăn không ra cái gì luôn. Các bác mà về nhà bọn em chơi ấy, lúc nào cũng có vài cây ớt ở quanh nhà luôn. Đẳng cấp. Tuyệt vời. Mà mình có thời gian mình đi trải nghiệm, xong mình ăn cái đồ mình kiếm được ấy, mình cảm thấy là cái công lao mình bỏ ra nó mới thật là giá trị. Ngon. Rất chắc. Ăn cá nướng trước cho nó hết đi. Chuyển sang cá nấu. Cái gì mình cũng phải thầm một tí. Ôi, đau lưng thế. Có lẽ là video bọn em xin phép dừng tại đây. Thì bọn em ăn uống xong là bọn em sẽ đi ngủ các bạn. Thì hôm nay lúc em này nó đang nấu nướng thì em có đi đặt mấy cái bẫy
sáng mai dậy ra đi thăm xem có được con gì không. Cũng mong là các bác ủng hộ em bằng cách là đăng ký kênh nhé. Với lại tất cả những cái thứ như là đèn trợ sáng này, đèn năng lượng mặt trời này, rồi là những cái gia vị Tây Bắc này đấy, hoặc là những cái gì nó liên quan đến đồ gia dụng bình thường ấy, thì em có để trong phần mô tả của video. Các bác chỉ cần click vào cái link ở trong đấy, cái mà nổi dòng chữ xanh nhá. Những cái chữ thường ấy nó không nổi, nhưng cái dòng chữ xanh ấy các bác ấn vào phát là nó sẽ chạy thẳng vào Shopee, là các bác đặt hàng để ủng hộ em. Bây giờ thì em rất là chân thành cảm ơn các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở trong video tiếp theo ạ. Xin chào nhá.